quá rồi. Chẳng sao sáng đã xuống một cha. Đúng vậy. Ở trong video trước thì chúng ta đã đi tìm hiểu phần các nghi thức, các hoạt động văn hóa mưu sinh này, trồng trọt và tri thức bản địa liên quan đến gieo trồng, trồng trọt chăn nuôi và tri thức bản địa liên quan đến chăn nuôi, khai thác nguồn lợi tự nhiên, các nghi lễ liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi. Thì chúng ta đang tìm hiểu về phần chăn nuôi và tri thức. Thì trong video này chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần chăn nuôi, phần khai thác nguồn lợi tự nhiên, phần các nghi lễ liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần tiểu kết thứ hai. Và theo nội dung đã nói thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần công cụ lao động. Công cụ lao động thì có dụng cụ lao động suốt quá trình làm ruộng nước của người Dao quần trắng thì được họ sử dụng là cây, bừa, bà này, cao, lưỡi liềm để thực hiện kỹ thuật canh tác. Cây của người Dao quần trắng thì được làm từ chất liệu gỗ, sắt và gang. Lưỡi cây được làm bằng sắt hơi cong, có đầu nhọn này, sắc này, thân lưỡi dài khoảng hơn 30 cm. Diệp cây được làm bằng gang này. Các bộ phận khác được tạo ra từ gỗ, lưỡi và diệp. Diệp cây gắn với thân cây và nối với bắp cây dài khoảng 1,6 m, làm bằng gỗ. Chàng cây, vai cây, cá cây được nối với thân cây. Đồng bào dùng bừa, bà để làm mịn đất. Bừa được làm bằng tre hoặc gỗ. Hiện nay thì bừa tre đã được thay thế bằng bừa sắt. Người Dao quần trắng thì dùng cào để kéo vun đất thành luống. Cào kéo được làm bằng gỗ, bằng tre, bằng thân là thanh gỗ tròn từ 5 đến 6 cm, dài khoảng gần 1 m, đối với một thanh gỗ nằm ngang rộng 0,5 m, trên thân lắp các răng tre có chiều rộng từ 3,2 cm, cách đều nhau 2 cm. Cào được làm có hai loại, đó là cào chuôi gỗ lưới sắt và cào làm bằng sắt hoàn toàn. Lưỡi liềm để cắt lúa nước cũng có hai bộ phận chính là thân và lưỡi. Thân hái làm bằng loại gỗ nhẹ và đeo và dẻo, có độ dày vừa tay cầm, dài khoảng 30 cm đến 40 cm. Mỏ hái ngắn hơn thân, có loại chọn mẻo móc lúa khi đặt. Còn lưỡi liềm được làm bằng thép cong rộng từ 1,5 đến 2 cm, dài khoảng 15 cm. Còn sóc là dụng cụ đồng bào sử dụng dễ dàng gánh lúa nước, làm gỗ dài chừng khoảng 2 m, hai đầu được đẽo nhọn để khi phi sóc bó lúa sẽ dễ dàng hơn. Ở trong video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về phần 3.1 là biến đổi các nguồn lực mưu sinh trong xã hội hiện nay, đã tìm hiểu về biến đổi nguồn lực tự nhiên, biến đổi nguồn lực xã hội, biến đổi nguồn lực con người lao động và biến đổi nguồn lực vật chất. Thì chúng ta đang tìm hiểu về phần biến đổi nguồn lực vật chất. Trong video này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần 3.1.4 là biến đổi về nguồn lực vật chất. Phần 3.2 là biến đổi trong các hoạt động trồng trọt chăn nuôi. Phần 3.2.1 là thay đổi về trồng trọt.
Thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của video ngày hôm nay, đó là phần biến đổi về nguồn lực vật chất. Đây, phần 3.2.1 là thay thế về vòng tròn. Trước đây thì trồng trọt của người Dao Quần Trắng, xã Hùng Đức, do đặc thù dân tộc người sống du canh vô cư nên hoạt động mưu sinh chủ đạo là trồng trọt trên nương rẫy. Từ đặc thù đó là hình thành nên các kinh nghiệm dân gian truyền thuyết từ đời này sang đời khác. Văn hóa mưu sinh con người của con người Dao Quần Trắng rất đa dạng và phong phú, có rất nhiều các tín ngưỡng, nghi lễ, tục lệ trong việc trồng cấy, chọn giống, chọn đất và tâm linh thờ cúng các vị thần để mong cầu một năm mùa màng bội thu, gia đình yên ấm. Từ những năm 1960 trở đi, đồng bào đi theo tiếng gọi của Đảng và nhà nước, người Dao Quần Trắng đã dần chuyển sang cuộc sống định cư và chuyển hẳn từ canh tác nương rẫy sang canh tác ruộng nước, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Chính vì thế mà những kinh nghiệm dân gian được áp dụng và trồng trọt còn rất ít, còn sót lại các kiến thức kinh nghiệm dân gian được áp dụng, ví dụ như dự đoán thời tiết để biết mưa hay nắng hạn, còn chuẩn bị cách xử lý với cây trồng tránh thiệt hại đến năng suất cây trồng do chuyển hạn sang canh tác ruộng nước. Nên các giống lúa nương truyền thống của người Dao Quần Trắng dần dần không được đồng bào sử dụng nữa vì cho năng suất kém. Thay vào đó, dưới sự tư vấn hỗ trợ của cán bộ khuyến nông huyện, hỗ trợ các xã thị trấn, vùng nông thôn, đồng bào đã được lựa chọn các loại giống lúa lai và lúa thuần mới ít bị sâu bệnh, không mất thời gian chăm bón nhiều, sản lượng cao như giống lúa lai Tạp Gia 1, người Dao Quần Trắng. Xã Hùng Đức trồng lúa vụ xuân và vụ đông trồng ngô, lạc, đậu tương, khoai lang, những giống cây hoa màu này hiện nay được nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên cũng được xây dựng thay thế bằng những loại giống mới cho thời gian sinh trưởng ngắn mà lại đạt năng suất cao hơn. Giống ngô hiện nay được đồng bào sử dụng để gieo trồng đó là giống ngô lai DK999. Việc thu hoạch sản lượng ngô, khoai lang mỗi vụ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển chăn nuôi, gia súc, gia cầm của người Dao Quần Trắng. Bên cạnh những việc trồng ngô, khoai lang, đồng bào còn trồng đậu tương, lạc, rau, các loại để phục vụ cho cung cấp thực phẩm cho người dân sinh hoạt hàng ngày. Trước đây, nhận thức của người Dao Quần Trắng còn hạn chế, thì họ quan niệm mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp đều dựa vào tự nhiên. Đồng bào nghĩ rằng đất được mùa, nghĩ rằng mùa hay mất mùa là do ông trời hay do đó là sự phù hộ của một vị thần nào đó như thần rừng, thần nông. Vì vậy, người Dao Quần Trắng rất sùng bái và có nhiều tín ngưỡng, nghi lễ liên quan đến việc thờ cúng các vị thần như thần rừng, thần nương, thần nông.
Người giao quần trắng thì sẽ thu hoạch theo luống. Người giao quần trắng sẽ dùng cào để vun đất thành luống. Cào kéo được làm thân tre, lưỡi liềm gắn lên múa nước. Để cắt múa nước cũng có hai bộ phận chính là thân và lưỡi. Thân hái làm bằng loại gỗ nhẹ và dẻo, có độ dày vừa tay cầm, dài khoảng 30 cm đến 40 cm. Mỏ hái ngắn hơn thân, có đầu nhọn, khoèo móc lúa khi gặp. Còn lưỡi liềm được làm bằng thép cong, rộng từ 1,5 cm đến 2 cm, dài khoảng 15 cm. Đoàn sóc là dụng cụ đồng bào sử dụng để đánh búa nước, làm bằng gỗ, dài chừng 2 m. Hai đầu được đẽo nhọn để khi sóc và búa lúa sẽ dễ dàng hơn về thu hoạch và bảo quản. Xuất phát điểm là nền nông nghiệp sống phụ thuộc vào tự nhiên, nên hiểu biết với những trí thức dân gian sẽ là vốn quý cho việc sản xuất của người giao quần trắng. Đối với canh tác lúa nương thì việc chọn ngày đi gặt cũng như thu hoạch lúa trên nương đều cần chọn ngày tốt, nhưng riêng với lúa nước thì phải đảm bảo lúa trong ruộng phải chín đều. 2/3 lúa trong ruộng đã chín và có thể gặt được. Nếu chưa chín thì khi thu hoạch cần phải chờ lại một số lúa chưa chín để đợi ngày chín mới có thể thu hoạch tiếp. Trong quá trình thu hoạch, không tránh được việc va chạm với những bông chưa chín sẽ làm rụng hạt, giảm năng suất mùa vụ. Khi gặt lúa nước thì người giao quần trắng dùng lưỡi liềm cắt cả thân cây mang về. Khi thu hoạch được cắt và bó thành từng bó nặng từ 15 kg đến 20 kg, sau đó dùng đòn sóc gánh về nhà. Sau khi tách hạt khỏi thân cây, đồng bào phơi khô thân cây lúa thành rơm làm thức ăn cho trâu bò.
hoặc ủ để làm phân xanh, dơm còn được đốt để lấy tro để phục vụ cho sản xuất. Hạt thóc sau khi được tách, phơi khô nhiều nắng, sau đó làm bỏ vào bồ bảo quản nơi khô ráo, tránh mối mọt, lúc nào cần sẽ mang ra dùng. Với những phần lúa tẻ được chọn riêng để làm giống cho mùa sau thì đồng bào cắt về tách hạt và phơi riêng, sau đó cất lên các bếp. Khi khô đủ nắng thì thóc được quạt sạch, sáng sấy kỹ, bảo quản trong chum kín, tránh mối mọt. Đối với hạt giống lúa nếp, đồng bào thường không tách hạt ra khỏi bông như lúa tẻ mà giữ cả bông, phơi khô rồi bó thành bó treo gác bếp hoặc xà nhà. Khi nào dùng đến thì đem ra vò bằng tay từng bó, sấy sạch, sau đó ủ để gieo. Ngô khi thu hoạch được giữ nguyên bắp, phơi khô rồi buộc thành từng bó treo lên xà, bảo quản trong bồ, tránh mọt và chuột, muối mọt và chuột này. Khi nào cần sử dụng thì đem ra tách hạt, rồi cất vào bao hoặc cất trong chum, bảo quản nơi khô ráo, tránh chuột bọ. Trồng ngô của yếu để phục vụ cho chăn nuôi, nhưng trong nhiều trường hợp, ngô là lương thực của đồng bào. Khi đã mất mùa hoặc là giáp hạt, giống như trồng lúa nương, sau khi thu hoạch xong, đồng bào có thể làm lễ cúng cơm vào mùng 10 tháng 10 âm lịch. Lễ cúng được gia chủ tiến hành trong nhà của mình để tạ ơn thần linh và tổ tiên đã phù hộ cho mùa vàng bội thu. Lễ vật gồm có rượu, thịt, cá, canh, một nồi cơm mới và hai bông lúa mới. Sau khi bày đủ lễ vật ở trên bàn thờ, chủ thắp hương và kể công ơn tổ tiên, thần linh cầu mong thần linh và tổ tiên sang năm vụ mới tiếp tục phù hộ để làm ăn ngày càng gặp nhiều may mắn. Khi tiến hành cúng cơm mới, người giao quần trắng, kiêng không cho người ngoài vào, kể cả họ hàng. Trước đây người giao quần trắng trước đây nhận thức của người giao quần trắng còn hạn chế, thì họ quan niệm mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp đều dựa vào tự nhiên. Đồng bào nghĩ rằng được mùa hay mất mùa là do ông trời, hay đó là sự phù hộ của một vị thần nào đó như thần rừng, thần nông. Vì vậy người giao quần trắng rất sùng bái và có nhiều tín ngưỡng như nghi lễ liên quan đến việc thờ cúng các vị thần như thần rừng, thần nương, thần nông để mong cầu được phù hộ một vụ mùa mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ngày nay nhận thức được nâng cao nhờ sự tuyên truyền của Đảng và Nhà nước đến quần chúng nhân dân nói chung và người giao quần trắng nói riêng. Các đồng bào dân tộc thiểu số đã nhận thức được rõ rệt, rõ nét với việc sản xuất là do con người, phụ thuộc vào con người. Nhờ đó mà các tín ngưỡng, nghi lễ mang tính chất mê tín dần bị mai một, mất đi, mà thay vào đó là áp dụng cả các tiến bộ trong khoa học kỹ thuật vào các hoạt động canh tác, nông nghiệp nói chung và thủy lợi nói riêng. Các hệ thống kênh, mương phục vụ cho tưới tiêu được nhà nước quan tâm và thực hiện kiên cố hóa. Các hệ thống năm 2013 xây dựng mới một công trình đập cây chám ở thôn Xuân Đức, xã Hùng Đức bằng nguồn vốn 135, kinh phí khoảng 987,4 triệu đồng. Nhờ có hệ thống thủy lợi được quan tâm và xử lý kỹ càng nên việc cung cấp nước cho đồng ruộng người giao quần trắng rất thuận lợi trong việc sản xuất nông nghiệp. Trong kỹ thuật canh tác trồng trọt hiện nay của người giao quần trắng đã có sự biến đổi
về kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Trước kia, đồng bào chỉ sử dụng phân chuồng và phân xanh để chăm sóc lúa và hoa màu, thì hiện nay họ đã biết sử dụng phân bón hóa học vào quá trình chăm sóc cây trồng theo đúng quy định, sản xuất khoa học. Nhờ vậy mà tăng năng suất cây trồng hiện nay đã tăng lên mỗi năm và so với cùng kỳ năm trước. Nếu trước kia phải chọn ngày để ra đồng nhặt cỏ, chăm sóc bảo vệ cây trồng rất kỳ công và vất vả, thì hiện nay người dao quần trắng đã biết sử dụng thuốc trừ sâu để diệt trừ sâu bệnh theo quy định, theo quy trình chăm sóc cây trồng của kỹ thuật khoa học hiện đại, giúp cho cây trồng tránh được các loại sâu bệnh một cách triệt để. Mỗi vụ được đồng bào phun từ 2 đến 3 đợt thuốc trừ sâu bệnh. Đối với lúa thì trước khi được đón hàng, khi vào mẩy hoặc khi lúa bị xấu, được bón thúc điểm thêm đạm kali khoảng 2 đến 3 đợt. Tuy nhiên, việc sử dụng phân bón hóa học để bón cho cây trồng chưa được diễn ra trong toàn bộ các hộ gia đình người dao quần trắng ở xã Hồng Đức, bởi vì nơi đây còn có rất nhiều bộ phận gia đình người dao quần trắng còn khó khăn, kinh tế chưa đáp ứng được sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nên họ vẫn sử dụng phân chuồng, phân xanh và đỗ tương hoặc một số loại đỗ. Việc sử dụng phân bón vào canh tác nông nghiệp sản xuất cây trồng được xem như một bước chuyển đổi trong kỹ thuật canh tác của người dao quần trắng, trong văn hóa mưu sinh truyền thống của người dao quần trắng với lối sống phụ thuộc vào thiên nhiên.
Chị bà. Họ sợ hồn lúa sẽ bay theo người ngoài đi mất. Trong gia đình, sau khi cúng hồn lúa 2 ngày không được đi đến nhà người khác, sợ hồn lúa sẽ theo người, sẽ ở lại nhà người khác, như vậy sẽ không may mắn nữa. 2.2.2 là chăn nuôi tri thức bản địa liên quan đến chăn nuôi. Trong cuộc sống du canh du cư của người dân tộc da quần trắng thì trồng trọt và chăn nuôi là hai hoạt động kinh tế quan trọng được đồng bào chú trọng quan tâm. Chăn nuôi ngoài mục đích về kinh tế còn có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp sản phẩm phục vụ các nghi lễ của người da quần trắng khi chưa sống định canh định cư, thì số lượng gia súc gia cầm được gia đình người da quần trắng chăn nuôi rất ít, vì đặc thù của công việc di chuyển đi lại không thuận tiện. Gà vịt dê là các loại gia súc nhỏ được đồng bào nuôi nhiều nhất vì mang lại hiệu quả kinh tế cao, lại dễ chăn thả. Đối với việc chăn nuôi lợn, đồng bào chọn ngày xỉu để mua lợn về nuôi với mong muốn lợn hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, to béo. Lợn được đồng bào nuôi bằng cách đóng chuồng để nhốt, nhất là những con lợn dùng để phục vụ đám cấp sắc, đám trai. Chuồng để nuôi lợn rất đơn giản. Người da quần trắng sử dụng các cây gỗ nhỏ đóng xuống đất ở xung quanh một khoảng đất nhỏ để chăn thả, sau đó buộc các cây gỗ chắn ngang, ngăn không cho lợn xuống được ra ngoài. Thức ăn cho lợn là chuối rừng hoặc là các loại rau rừng. Cách chọn lợn thì đồng bào sử dụng giống lợn để ta nuôi. Chọn lợn cần có đặc điểm đầu thanh,
phận lợn thì thường có đặc điểm thì đầu thanh này, đầu thanh đít to, dạng lồng bàn, tai mỏng, rộng, cụp, bụng to, thân lợn phải dài, chân nhỏ và cao, mõm ngắn, da bóng, mõm to, dài là lợn hay ăn. Trang 49. Khi đi điền dã, các thôn bản có người giao quần trắng sinh sống, thì thấy số lượng gà ở mỗi gia đình được các gia đình người giao quần trắng nuôi rất nhiều, chủ yếu là giống gà địa phương, con nhỏ. Việc nuôi gà được tiến hành theo kiểu chăn thả tự nhiên, ban ngày sẽ được thả ra cho gà tự nhiên đi kiếm ăn, sẩm tối thì dốt vào chuồng hoặc lồng cất, cẩn thận tránh chồn, cáo bắt gà. Gà cũng là thực phẩm để đồng bào sử dụng các nghi lễ của mình. Giống gà tốt là giống gà chân cao, vàng, máu đỏ, thẳng đứng. Tuy nhiên, với tập quán nuôi thả tự nhiên này, gà dễ bị nhiễm các loại dịch bệnh gây hại, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Ngoài ra, để trang trại cho cuộc sống sinh hoạt lợn gà và các loại gia súc khác còn là hàng hóa thiết yếu để người dân mang đi trao dồi, buôn bán lấy tiền hoặc đổi lấy các nhu yếu phẩm khác để phục vụ sinh hoạt của gia đình. Gà trống phải là những con cao to, cổ dài, tiếng gáy thanh thoát và hơi ngân khi gáy, màu cờ. Quan niệm khi trồng cây bị ảnh hưởng và cho năng suất kém. Quan niệm khi trồng cây bị ảnh hưởng và cho năng suất kém thì đồng bào cho rằng do ma quỷ phá hoại nên tổ chức các lễ cúng bái trừ ma quỷ, diệt sâu bọ phá hoại cây trồng. Ngày nay được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và các cán bộ phòng nông nghiệp huyện, người giao quần trắng thường xuyên được tham gia nghe tuyên truyền hướng dẫn về cách chăm sóc, bảo vệ và sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu được tổ chức tại xã dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ khuyến nông. Biến đổi rõ nét nhất trong canh tác trồng trọt người giao quần trắng là phải kể đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ở việc lựa chọn các công cụ để sản xuất, đồng bào đã biết sử dụng công cụ máy móc để thay thế sức người, sức trâu bò, giảm bớt nhân công trong khâu sản xuất. Bên cạnh những công cụ sản xuất thô sơ như chiếc cày, chiếc cuốc, con dao, lưỡi liềm, thì ngày nay còn xuất hiện thêm những công cụ cơ giới như máy cày, máy bừa, máy tuốt lúa, máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy xay sát. Theo kết quả điền dã thì hơn 50% hộ gia đình người giao quần trắng có máy cày, máy bừa và gần 90% hộ gia đình có máy tuốt lúa. Nhờ có việc áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng máy móc và sản xuất mà các công việc trong hoạt động canh tác trồng trọt được rút ngắn thời gian một cách triệt để, và đất để canh tác được cày sâu làm kỹ, tăng khả năng canh tác. Trước kia người giao quần trắng lựa chọn giống cây trồng theo kinh nghiệm dân gian tự nhiên, theo kinh nghiệm truyền lại từ đời này qua đời khác của cha ông truyền lại. Lúa ngô giống thì được chọn tại ruộng từ vụ này đến vụ sau, chọn những bông lúa bắp ngô hạt mẩy to đều hạt đem về phơi khô, sau đó treo lên nóc bếp hoặc xà nhà tránh mối mọt. Đến vụ sau dùng thì mang xuống để tách hạt rồi mang đi gieo trồng. Cách chọn giống này thường có tỷ lệ xác suất
và hay mang lại năng suất chất lượng không cao. Hiện nay nhờ có khoa học kỹ thuật phát triển cùng với sự hỗ trợ và hướng dẫn của cán bộ phòng nông nghiệp huyện này, cán bộ khuyến nông cơ sở người giao quần trắng đã lựa chọn được các loại giống mới đa dạng, thời gian ngắn ngày nhưng lại có năng suất cao và chất lượng tốt. Những giống cây này do cơ sở cung ứng vật tư nông nghiệp hoặc các hợp tác xã cung cấp. Với sự giúp đỡ này của các cấp chính quyền và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà năng suất các vụ mùa của người giao quần trắng đã tăng lên đáng kể. Nhiều hộ gia đình nghèo nay đã vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, đối với các loại cây đỗ lạc, đồng bào vẫn sử dụng phương pháp chọn giống truyền thống. Việc canh tác trồng trọt trước kia là chủ yếu là độc canh cây lúa thì ngày nay người giao quần trắng đã dần hướng đến sự phát triển của giống cây trồng hàng hóa các loại cây lạc, đậu tương, khoai lang. Ngoài việc sản xuất để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đồng bào thì họ còn mang ra chợ để bán lấy tiền mua các loại vật dụng nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Ngoài ra, người giao quần trắng xã Hùng Đức hiện nay còn sử dụng diện tích đất vườn để trồng cây công nghiệp mía và chè. Hai loại cây công nghiệp này đang mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với người giao quần trắng xã Hùng Đức. Trung bình mỗi năm mía đạt khoảng 65 tấn trên một hecta, chè đạt 84-81 tạ trên một hecta. Ở bên mặt này
Giờ chúng ta đọc tiếp. Gái trống thì phải là những con cao to, cổ dài, tiếng gái thanh thoát và hơi ngân khi gái, màu cờ lông hơi đỏ và lại không bị vôi chân nhỉ. Để có những con gà béo mập phục vụ cho ngày lễ Tết, người da quần trắng thường nhốt gà 1 tháng rưỡi đến 2 tháng cho ăn thóc ngâm hoặc cơm nóng. Với phương pháp này, gà rất nhanh béo mà thịt lại thơm, xương nhỏ, giòn. Tuy sống ở vùng đồi, núi nhưng để phục vụ cải thiện bữa ăn gia đình thì người da quần trắng còn chú trọng đến làm ao nuôi cá với các loại cá chép, cá rô phi, cá diếc trắng ở những ruộng đồng gần suối. Thì đồng bào thường đào thêm ao ở cạnh, vừa để tiện cho việc tưới tiêu chăm sóc lúa, vừa để thả cá để nâng thêm sản phẩm phục vụ cho cuộc sống gia đình và người da quần trắng. Việc chăm sóc phòng bệnh cho vật nuôi cũng là việc được người da quần trắng chú trọng kiểm tra thường xuyên. Phòng và chữa bệnh cho vật nuôi đúng cách sẽ giúp giảm thiểu được thiệt hại trong quá trình chăn nuôi, sản xuất của người chăn nuôi. Không những thế còn giúp được vật nuôi khỏe mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế, năng suất cao. 2.2.3 là khai thác nguồn lợi tự nhiên. Cuộc sống mưu sinh truyền thống của người da quần trắng nhìn chung là khá đa dạng và phong phú với nhiều loại hình khác nhau. Bên cạnh các hoạt động kinh tế trồng trọt và chăn nuôi thì việc khai thác thế mạnh nguồn lợi tự nhiên, sản phẩm từ rừng và nguồn nước, nguồn đất cũng mang lại cho cuộc sống của người dân tăng thêm giá trị. Hàm Yên là một huyện thuộc vùng núi thấp thuộc tỉnh Tuyên Quang, rừng cũng chiếm diện tích khá tương đối nên mang lại nhiều nguồn lợi tự nhiên. Địa hình Hùng Đức, huyện Hàm Yên cũng là xã có nhiều đồi núi, thuận lợi cho việc khai thác các nguồn lợi từ rừng. Trước tiên, rừng cung cấp cho người da quần trắng thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày. Tiếp đến đó là nơi cung cấp nguyên liệu, chất đốt, nguyên liệu làm nhà, chuồng trại, củi đun, vật liệu để săn bắn. Ngoài ra, rừng còn là nơi cung cấp các nguyên liệu thảo dược làm thuốc rất quý giá cho đồng bào. Săn bắn, hái lượm là hai hoạt động được đồng bào khai thác triệt để ở nguồn lợi từ rừng. Trước đây còn nhiều diện tích rừng thì người da quần trắng thường xuyên săn bắt dưới hai hình thức: săn bắn tập thể và săn bắn cá nhân. Săn bắn tập thể thường diễn ra khi săn bắn các loại thú lớn như gấu, lợn rừng, hươu, nai. Số lượng tham gia không giới hạn và được phân công trong công việc rõ ràng. Thú săn sẽ được xẻ thịt chia đều cho người, riêng người hạ sẽ được thú, người hạ được thú sẽ được phần nhiều hơn. Ngoài săn bắn ra thì đồng bào cũng triệt để khai thác các loại rau củ quả từ rừng, củ mài, củ từ, mận, ổi, chuối, rừng, nhót. Họ dùng dao, thuộng để lấy các loại củ
như măng, củ mài, củ bố, cây dao, dùng cuốc để đào rễ cây về làm thuốc. Người dao quần trắng còn biết thu nhặt thêm các loại nấm hương, mộc nhĩ, các loại hạt để lấy đầu, lấy dầu. Họ còn khai thác thêm nứa, tre, mây và các loại dược liệu quý. Nhân lực để hái lượm chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong kinh nghiệm, tri thức, văn hóa, mưu sinh truyền thống của người dao quần trắng thì không thể không để ý đến vốn y học cổ truyền dân gian của đồng bào bà tướng Thị Minh, thôn Đèo Tế, nói rằng người Dao từ xưa đã biết sống nhờ rừng, nên việc dùng các loại cây rừng làm thuốc nam để chữa bệnh vốn là kinh nghiệm quý báu mà ông cha ta truyền lại cho con cháu. Người Dao quần trắng có kho tàng thuốc chữa bệnh bằng cây rừng rất phong phú, gồm nhiều loại cây lấy từ nhiều nơi khác nhau, từ vách đá, ven núi, ven bờ sông. Trong rừng, các loại cây thuốc, có cây lấy rễ, lấy lá, có cây lấy hoa và lấy quả, hoặc đẽo về để phơi khô. Giờ này dễ hỏng lắm. Ngoài ra, người Dao quần trắng xã Hùng Đức hiện nay còn sử dụng diện tích đất vườn đồi để trồng cây công nghiệp mía và chè. Hai loại cây công nghiệp này hiện đang là vườn đồi để trồng cây công nghiệp. Hiện đang là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế đối với người Dao quần trắng xã Hùng Đức. Trung bình mỗi năm mía đạt 65 tấn trên 1 hecta, chè đạt 81 tạ trên 1 hecta. Đồng bào bảo trồng mía và chè để bán cho các doanh nghiệp lớn chuyên thu mua sản xuất mía, chè với số lượng lớn, giải quyết đáng kể về kinh tế cho người Dao quần trắng, giúp cho họ có điều kiện để phát triển kinh tế cao hơn. Đồng thời cũng nỗ lực của các doanh nghiệp, chính quyền tỉnh cũng có nhiều chính sách thúc đẩy sản xuất mía, chè, hàng hóa mang lại năng suất, chất lượng cao, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có người Dao quần trắng ở xã Hồng Đức. Từ khi nhà nước áp dụng những chính sách về phát triển kinh tế ở địa phương, giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình, thì một số gia đình người Dao quần trắng ở xã Hồng Đức đã tiến hành trồng rừng để phủ xanh bù trọc năm 2013 với tiêu chí nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước đã hỗ trợ 21 hecta rừng, nhân dân tự bỏ vốn trồng 171 hecta, trồng rừng tập trung là 192 hecta, trồng rừng phân tán là 9,5 hecta. Tổng sản lượng khai thác rừng năm 2013 đạt 670 trên 2.095 mét khối rừng. Người Dao quần trắng trồng keo trung bình 9 đến 10 năm khai thác keo một lần, keo được bán cho các nhà máy sản xuất giấy theo giá mua thị trường. Trồng và khai thác gỗ rừng trồng hộ gia đình cũng giúp cho thu nhập của người Dao quần trắng được tăng lên rõ rệt. Tính riêng năm từ năm 2010 đến năm 2015, xã Hùng Đức đã triển khai trồng được 1.041,1 hecta rừng. Hùng Đức là một trong những xã có diện tích trồng rừng mới lớn nhất nhì huyện Hàm Yên. Nhiều hộ dân trong xã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ trồng rừng. Một trong những hộ có diện tích rừng lớn ở Hùng Đức là gia đình ông Hà Thanh An, thôn Thanh Vân. Năm 2005,
ông An trồng 3 hecta keo đầu tiên. Những năm tiếp theo, ông mở rộng diện tích rừng trồng của gia đình thêm 2 hecta. Năm 2009, gia đình trồng thêm 5 hecta keo liên doanh với lâm trường Tân Phong, Hàm Yên. Sau 7 năm, 3 hecta keo đầu tiên đã cho khai thác, ông thu về gần 500 triệu đồng. Ông An cho biết gia đình ông trồng rừng theo phương thức cuốn chiếu, nghĩa là cứ diện tích nào đến tuổi khai thác, đến tuổi thì khai thác, sau đó sẽ trồng rừng mới vào diện tích đã khai thác. Cuối năm 2013, ông cũng đã khai thác hơn 22 hecta tấn keo, thu được hơn 200 triệu đồng. Hiện nay gia đình ông đang tập trung trồng lại toàn bộ diện tích đã khai thác. Gia đình ông chọn giống cây keo lai cho đợt này, đi đôi với việc giao đất trồng rừng là việc bảo vệ rừng. Chính quyền địa phương luôn sát sao trong việc tuyên truyền và bảo vệ và phát triển rừng đến người dân, thường xuyên củng cố kiện toàn các tổ đội phòng chống chữa cháy rừng tại các thôn bản và được và thực tốt công tác tuyên truyền bảo vệ rừng đã hạn chế việc cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Hiện nay người dao quần trắng cư trú ở xã Hồng Đức đã không còn tập quán săn bắt hái lượm trong đời sống sinh hoạt nữa.
Ừ. Cười xuống như hoa đang.